Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở của huyện Phú Yên phát trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La. Trong chương trình hôm nay có những nội dung sau. Gương cựu chiến binh Lò Văn Mạch tiên phong hiến đất mở đường. Phú Yên duy trì sản xuất lúa hữu cơ bền vững. Ban chỉ huy quân sự huyện Phú Yên làm tốt công tác hậu cần quân đội. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh không chỉ là lực lượng sản xuất quan trọng, một lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng đảng, chính quyền, mà họ còn là những người có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nổi bật là việc tiên phong hiến đất mở đường, cựu chiến binh Lò Văn Mạch, bản Khoa 1, xã Tưởng Thượng là một người như thế. Toàn bộ đoạn đường này dẫn đến khu sản xuất của bà con nhân dân bản Khoa 1 trước đây chỉ vẹn vẹn là bờ ruộng chưa đầy 30 cm. Do vậy, mỗi khi mùa thu hoạch đến, việc vận chuyển nông sản của người dân trong bản hết sức khó khăn. Thấu hiểu được nỗi khó khăn đó, nên khi có chủ trương mở đường giao thông nội đồng, mặc dù là hộ nghèo, nhưng ông Lò Văn Mạch, bản Khoa 1 là một trong những người đầu tiên xung phong hiến trên 600 m² đất để mở đường. Có được đức tính cao cả, tấm lòng vì cộng đồng đó, bởi ông Mạch luôn giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ ngay cả khi trở về với cuộc sống đời thường. Bây giờ là vợ chồng ông già rồi, nghe tin nhà đảng, nhà nước mình đấy, hiến đất để làm đường xanh đẹp. Thì ông già không có gì giúp nhà nước thì ông góp đất để đảng, nhà nước mình làm đường cho được nhân dân được đi lại. Sau này con cháu mà thiếu nhân nhi đường nó đi học đi lại ấy, mà nhân dân đi lao động này thu hoạch các kiểu này ông cũng mừng. Từ sự gương mẫu tiên phong của cựu chiến binh Lò Văn Mạch đã tạo khí thế mới cho phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Các hộ có tuyến đường đi qua đều đồng thuận trong việc hiến đất cũng như đóng góp kinh phí để làm đường. Thế cựu chiến binh tôi họp hành chứ đâu tuyên truyền vận động những các hộ thành viên của mình, nhất là hộ gia đình đồng chí Lò Văn Mạch hiện tại đang đất ở đây, thì đồng chí này thì hiến trên 600 m², cái này chi hội trưởng, chi hội kiểu trên bên tôi cũng là nêu gương mà cũng là họp hành tuyên truyền để mà có đường đi lại thuận tiện cho con cháu đi lại sau này. Năm 2022, xã Tường Thượng đăng ký về đích nông thôn mới. Đến thời điểm này, xã đã hoàn thành 12 trên 19 tiêu chí. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ lâu dài, nên sắp tới, cấp ủy chính quyền xã Tường Thượng sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương điển hình, trong đó có tấm gương ông Lò Văn Mạch để người dân làm theo. Qua đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Theo thống kê, đến nay xã Tường Thượng đã vận động được 148 hộ hiến trên 8.600 m² đất ở, đất vườn, đất ruộng để mở mới, mở rộng đường bản và đường nội đồng. Với tiêu chí xây dựng đường giao thông nông thôn là tiêu chí rất là khó, nhưng được sự đồng tâm, đồng thuận và sự tuyên truyền của các vị đảng chính quyền, bà con dân đã nhận thức rất sâu sắc về hiến đất làm đường. Hiện tại bây giờ thì chúng tôi đã mở rộng thêm rất là nhiều tuyến đường như và đặc biệt là có những hộ dân đã hiến đất để cho mở rộng tuyến đường cho thực hiện cái tiêu chí về đường giao thông nông thôn. Như đặc biệt như là hộ ông Lò Văn Mạch ở bản Khoa với hộ gia đình với điều kiện là hộ nghèo nhưng đã hiến đất để làm đường cho bà con đi lại. Vâng, cũng từ cái gia đình ông Mạch thì chúng tôi đã tuyên truyền vận động đến bà con nhân dân của toàn xã lấy đấy làm tấm gương để xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới được đạt kết quả nhanh nhất. Cựu chiến binh Lò Văn Mạch chia sẻ: đời người lính chúng tôi từng vào sinh ra tử, chẳng có gì phải suy nghĩ thiệt hơn. Nay trở về xây dựng quê hương mình giàu đẹp, không lý do gì phải tính toán. Đó cũng là bài học mà người lính Cụ Hồ như ông Mạch đã học từ trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự đồng thuận, về sức mạnh của nhân dân như lời Bác dạy. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Chỉ có sự đồng thuận của nhân dân mới làm nên tất cả trong công cuộc xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh.
Quý vị và các bạn thân mến, vụ chiêm xuân năm 2022, huyện Phú Yên chỉ đạo gieo cấy hơn 2.300 hecta lúa, trong đó có 130 hecta lúa hữu cơ tại xã Quang Huy và Huy Tân đã được Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Sản phẩm Nông nghiệp Hà Nội cấp giấy chứng nhận nông nghiệp hữu cơ vào tháng 11 năm 2021. Trên cơ sở đó, huyện đã mở rộng diện tích sản xuất lúa theo hướng hữu cơ ra toàn huyện, đạt trên 340 hecta ở các xã vùng trọng điểm lúa. Vụ chiêm xuân năm nay, ngoài khó khăn do chịu tác động của đại dịch COVID-19, việc sản xuất lúa của bà con nông dân trên địa bàn huyện cũng gặp không ít những khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết. Đầu vụ sản xuất đã xảy ra rét đậm rét hại kéo dài, nhiều diện tích lúa bị chết, bà con nông dân phải tập trung cấy lại nhiều lần. Tuy nhiên do tuân thủ tốt quy trình sản xuất lúa hữu cơ từ khâu chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, đến nay diện tích lúa nói chung và lúa hữu cơ nói riêng trên địa bàn huyện đã trổ bông và chuẩn bị cho thu hoạch. Lúc sắp trổ bông ấy thì lại mưa thuận gió hòa, thành thử là lúa năm nay thì cũng tốt và đạt năng suất cao, cũng sẽ khả thi là năng suất là sẽ đạt từ 7 đến 7 tấn rưỡi trên 1 ha. Mô hình sản xuất lúa hữu cơ được huyện Phú Yên bắt đầu từ vụ đông xuân năm 2019 đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, mang lại hiệu quả trên cả ba mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Nhưng thành công lớn nhất từ mô hình mang lại là thay đổi được tập quán, tư duy sản xuất của người nông dân. Từ những lợi ích mang lại, bà con đã thay đổi phương thức canh tác, góp phần đáp ứng được nhu cầu của người sản xuất, người tiêu dùng và mở ra hướng canh tác bền vững cho sản xuất lúa gạo Phú Yên trong những năm tới. Từ lúc xã nó có chương trình bón phân hữu cơ thì tôi cũng tham gia từ hồi đấy về. Đến tận bây giờ thì lúa tôi rất tốt và cao, bông dài, nảy hạt, hạt nảy, với lại cơm ngon, gạo ngon. Đấy, lại bán ra thị trường thì rất được giá. Hiện nay, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Quang Huy có 162 thành viên tham gia sản xuất lúa hữu cơ. Vụ mùa năm 2021, Hợp tác xã đã thu mua bán thóc, gạo ra thị trường với sản lượng gần 100 tấn. Giá bán bình quân dao động từ 20 đến 35.000 đồng trên 1 kg gạo. Trong đó, giống lúa chất lượng cao như Sén Củ, J02 có giá từ 30 đến 35.000 đồng trên 1 kg gạo. Với giá trị kinh tế mang lại, ngoài việc duy trì sản xuất hiệu quả diện tích lúa hữu cơ, thì Hợp tác xã còn tích cực trong việc tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Mới đây nhất, Hợp tác xã đã mang sản phẩm gạo hữu cơ để giới thiệu, quảng bá tại Festival Trái Cây và sản phẩm OCOP Việt Nam được tổ chức tại tỉnh Sơn La. Tham dự Festival Trái Cây ở tại tỉnh Sơn La thì đây là cũng là một trong những cơ hội để cho các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm của mình. Trong đó có gạo của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Quang Huy là một trong những sản phẩm mà được đánh giá cao. Các mặt hàng lên thì đến ngày thứ hai là đã hết hàng rồi. Có mấy cái doanh nghiệp lấy mặt hàng của mình để trưng bày và quảng bá ra các tỉnh bạn. Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung theo hướng hữu cơ là chủ trương đúng đắn và phù hợp với xu thế hiện nay. Vì vậy, rất cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận ủng hộ của người dân, tạo bước đột phá thúc đẩy phát triển nông nghiệp một cách bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, khắc ghi lời Bác dạy, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Yên đã quan tâm triển khai thực hiện thắng lợi phong trào thi đua, ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy. Đến nay, phong trào được triển khai sâu rộng trong toàn đơn vị, bảo đảm hậu cần cho quân đội trong mọi tình huống, cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, hội thi, hội thao của các cấp. Để phong trào thi đua phát triển sâu rộng và đạt được hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Yên đã chỉ đạo sâu sát, đồng thời quán triệt, triển khai chặt chẽ tới cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị với nhiều phong trào cụ thể, sáng tạo, như đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt, đơn vị tăng gia sản xuất giỏi, xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch đẹp. Đặc biệt, các phong trào hoạt động luôn được gắn với phong trào thi đua quyết thắng của từng cơ quan, đơn vị, thực hiện một cách đồng bộ và đạt kết quả tích cực. Việc thực hiện phong trào thi đua, ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, kịp thời của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Nhờ đó đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, vững chắc, cơ quan đã tích cực, chủ động đề ra nhiều biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp và đi vào nề nếp,
góp phần hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của ngành hậu cần trong đơn vị. Hàng năm, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Yên luôn quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, chỉ lệnh hậu cần của Bộ Quốc phòng, của Quân khu 2 và của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhiệm vụ của đơn vị về công tác sẵn sàng chiến đấu, chính trị tư tưởng, huấn luyện, đảm bảo hậu cần, phương tiện kỹ thuật, hoàn thành các phương án kế hoạch đảm bảo hậu cần phục vụ cho công tác huấn luyện, diễn tập của địa phương. Từ năm 2010 đến nay, đơn vị đã đảm bảo hậu cần trong diễn tập chiến đấu phòng thủ 16 xã thị trấn, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu 10 lần, luyện tập chỉ huy cơ quan một bên, một cấp trên bản đồ 10 lượt, tham mưu cho huyện đảm bảo hậu cần diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng của 12 xã. Công tác quân nhu đảm bảo đầy đủ kịp thời mọi chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội, nhận và cấp phát quân trang cho cán bộ chiến sĩ theo tiêu chuẩn với trên 1.500 suất quân tư trang được cấp phát. Trong cái thời gian vừa qua, đơn vị thường xuyên quan tâm và thực hiện có cái hiệu quả cái phong trào thi đua ngành hậu cần nằm theo lời Bác, đã thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các hệ thống văn kiện hậu cần sẵn sàng chiến đấu, xây dựng hệ thống văn kiện hậu cần thường xuyên đúng theo quy định và sát với tình hình thực tế của đơn vị, duy trì nghiêm cái lượng dự trữ vật chất hậu cần so cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập dã ngoại, chấp hành nghiêm các cái chế độ trực theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối các cái cơ sở vật chất hậu cần. Bên cạnh đó, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng làm tốt chức năng tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đảm bảo hậu cần cho lực lượng vũ trang địa phương trong mọi tình huống, đề xuất kịp thời những chủ trương, biện pháp và triển khai thực hiện các mô hình đảm bảo hậu cần có hiệu quả, làm cơ sở nghiên cứu, phổ biến, nhân rộng trong toàn lực lượng, như chỉ đạo tăng gia sản xuất, chăn nuôi, cải thiện đời sống bộ đội tại đơn vị với 530 m² diện tích vườn rau xanh, đảm bảo 100% rau xanh phục vụ bữa ăn hàng ngày. Giá trị thu từ tăng gia sản xuất từ năm 2010 đến nay đạt 480 triệu đồng, đời sống của quân nhân được cải thiện rõ rệt. Đảng ủy chỉ huy cũng đã chỉ đạo cơ quan hậu cần và trực tiếp là ngành quân nhu thực hiện bảo đảm chế độ tiêu chuẩn cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang của huyện theo đúng cái chế độ tiêu chuẩn mà bộ cũng như là quân khu và bộ chỉ huy quân sự tỉnh cơ quan đã chỉ đạo tăng gia chăn nuôi rồi là cải tạo vườn rau để bổ sung thêm đưa vào cái định lượng bữa ăn rẻ hơn đối với ngoài thị trường là 10%. Công tác quản lý sức khỏe bộ đội luôn được chỉ đạo chặt chẽ, tỷ lệ quân số khỏe mạnh đạt 99,8%. Từ năm 2010 đến nay, đơn vị đã phối hợp với ngành y tế kiểm tra sức khỏe cho hơn 1.500 thanh niên độ tuổi tham gia nhập ngũ, khám và cấp phát thuốc điều trị tại đơn vị được 450 lượt. Lãnh đạo xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch đẹp. Trong 10 năm, đơn vị đã tu sửa, cải tạo 2.200 m² sân và đường nội bộ, tổ chức trồng, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, đảm bảo định mức xăng dầu và bảo dưỡng phương tiện, phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thời gian tới, thực hiện phong trào thi đua, ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Yên phấn đấu đẩy mạnh tăng gia sản xuất, đạt chỉ tiêu 1,5 triệu đồng trên người trên năm, bếp nuôi quân đạt giỏi, quản lý quân nhu tốt, đảm bảo quân số khỏe đạt 99,8% trở lên, đảm bảo các chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ, đảm bảo đồng bộ kịp thời vũ khí trang bị kỹ thuật cho huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Yên tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm cái phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy và chỉ lệnh công tác hậu cần của các cấp, chủ động thực hiện tốt công tác hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chủ động thực hiện tốt công tác hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, duy trì và quản lý chặt chẽ cái lượng vật chất hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, bảo đảm đúng đủ và kịp thời hậu cần cho hoạt động của lực lượng vũ trang trong toàn huyện. Có thể thấy, phong trào thi đua, ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Yên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và tương đối đồng đều, góp phần từng bước nâng cao đời sống bộ đội, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ,
từng bước hiện đại.